sợ chết khiếp. Nhưng may mắn thay tôi là bậc thầy về né đòn. Đây gọi là đại nạn không chết, tất có hồi báo báo. Được lắm, dám chơi ta sao? Nó làm tôi biến thành kích thước một con muỗi, còn bản thân hắn đã trở thành một người bình thường. Anh em cho mình xin một like và chia sẻ nhé. Tôi thực sự sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này đấy. Đợi chút, bây giờ tôi nhỏ thế này rồi. Máy bay không người lái có thể đưa tôi bay trở lại. Máy bay ném bom bắt đầu. À, cậu mà nó có súng phóng lựu anh em à. Tôi khổ quá mà, con robot này cứ dí tôi thôi. Đợi một chút, trên trần nhà hình như có một căn phòng bí mật.